quý vị quay lại với tìm hiểu pháp luật với luật sư Anh Thư ở văn phòng luật Anh Thư. Vâng. Thì... thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã giữ màn hình để tiếp tục cái chương trình tìm hiểu pháp luật liên quan tới vấn đề quyền sở hữu bất động sản cũng như là cái vấn đề mà văn phòng làm về title insurance á. Có những cái bảo hiểm để quý vị mua có thể bảo vệ cái quyền sở hữu của quý vị. Thì theo tôi có biết là có một vài câu hỏi liên quan tới vấn đề đó phải không? Đúng rồi, tại vì cái vấn đề này nó rất là thú vị. Và sau khi mà nghe luật sư Anh Thư nói thì thì tự nhiên có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Thì cái câu hỏi đầu tiên là cái title insurance này nó nghe rất là quan trọng. Thì nó có bị bắt buộc bởi luật pháp là mình phải có mua mỗi khi mà mình mua nhà, mua đất hay không? Thưa quý vị, khi mà quý vị mượn tiền của nhà băng á, thì thường á, nhà băng nó bắt quý vị phải mua go through làm việc với cái văn phòng fee office, cái title office để giải quyết những cái vấn đề trở ngại mà có thể xảy ra liên quan tới cái quyền sở hữu của cái tài sản bất động sản đó. Tại vì như thế nào? Vì thứ nhất, nhà băng nó muốn bảo vệ cái quyền lợi của nó khi mà nó cho quý vị mượn tiền. Cái thứ hai, nó cũng make sure là quý vị, cái người chủ nhà mới mà nó cho mượn tiền á, là mua một cái tài sản mà không có bị thế chấp bởi những cái người chủ trước đó, vừa bảo vệ cho nhà băng mà vừa bảo vệ cho quý vị, cái người mua nhà, cái người chủ mới nữa, thưa quý vị. Tuy nhiên, khi mà quý vị mua nhà qua nhà băng á, mặc dù nhà băng bắt buộc như vậy nhưng không có nghĩa là luật pháp bắt buộc. Thành ra khi mà quý vị mua trả tiền mặt á, thì đâu có ai bắt quý vị phải làm mua cái bảo hiểm liên quan tới cái title đó đâu. Tuy nhiên thưa quý vị, nếu mà quý vị không mua thì có những cái bất trắc có thể xảy ra mà mình không lường trước được. Tại vì một cái lịch sử quá trình trải dài từ hồi mà cái đất đó hoặc là cái tài sản đó được xây dựng ở trên mảnh đất đó như thế nào, nhiều khi là cả mấy chục năm trời, cả trăm năm mà như vậy mà quý vị không có nghiên cứu kỹ và go through cái title office đó, thì khi mà nó bị trở ngại như vậy thì coi như là mình mất hết cái tiền mà mình bỏ ra để mua cái tài sản đó. Thành ra để trả lời ngắn gọn cái câu hỏi của Khánh như thế này, luật pháp không có bắt buộc người ta phải mua cái title insurance đó. Tuy nhiên khi mà quý vị mua là quý vị bảo vệ cái quyền lợi của mình. Tại vì thưa quý vị, cái đồng tiền của mình làm ra rất là cực khổ để mua cái căn nhà hoặc là mua một cái bất động sản để đầu tư, thường là mấy chục ngàn, cả trăm ngàn hoặc là nhiều khi mấy trăm ngàn nữa. Và nhiều khi mình tiết kiệm một chút, nhưng mà những cái bất trắc nó xảy ra là coi như mình trắng tay. Trong khi đó chỉ cần mình chịu bỏ ra một cái chi phí cũng tương đối là cũng không mắc quá, mà để rồi cái lòng mình nó an tâm và cái tài sản, cái tiền mình bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy mình được bảo vệ cái quyền lợi. Dạ đúng rồi. Vậy thì nghe là bảo hiểm title, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà đất, vậy thì có cái khác biệt giữa bảo hiểm title, bảo hiểm xe không? Mình có phải trả tiền tháng hay là không, bác sư? Luật sư. Khánh, câu hỏi của Khánh rất là lý thú. Tại vì thưa quý vị, khi quý vị mua bảo hiểm xe thì đó là một cái chi phí mà quý vị phải trả hàng tháng, phải không? Nhưng mà cái bảo hiểm liên quan cái title, cái chủ quyền, cái quyền sở hữu cái tài sản bất động sản đó thì quý vị chỉ trả tiền một lần thôi. Một lần khi mà quý vị mua bán nhà lúc đó thôi. Và sau đó cái quyền lợi chủ sở hữu của mình sẽ được bảo vệ trong suốt cái quá trình mình làm chủ cái tài sản bất động sản đó, chứ không phải là một chi phí mà quý vị phải trả hàng tháng, thưa quý vị. Vậy là mình chỉ trả một lần và cái bảo hiểm title này sẽ bảo vệ cho mình và những người ở trong cái gia đình của mình được hết cái khoảng thời gian của cái mình làm chủ quyền nhà đó, làm chủ quyền cái tài sản đó. Vậy khi mà mình đã mua cái bảo hiểm này rồi thì nếu trong cái trường hợp xấu nhất có những cái trở ngại xảy ra thì cái title insurance này nó có giúp đỡ được mình nhiều không? Nó cũng rất là lợi ích, Khánh. Như thế này, khi mà mình đã mua cái title insurance đó rồi thì dĩ nhiên cái quá trình làm việc cái văn phòng title như văn phòng của Thư chẳng hạn thì chúng tôi phải nghiên cứu rất là kỹ coi cái quyền sở hữu của căn nhà đó có bị thế chấp hay không, từ hồi mà cái mảnh đất được tạo dựng ra hoặc là cái xây cái căn nhà đó như thế nào. Sau khi nghiên cứu rất là kỹ rồi á thì chúng tôi mới đưa ra cái quyền sở hữu căn nhà này có thể bị ảnh hưởng hay là không bị ảnh hưởng. Nếu mà nó bị ảnh hưởng thì bị ảnh hưởng bởi những cái gì, và để mà cái quyền sở hữu được chuyển sang một cái người mới hoàn toàn rõ ràng và trong sạch và không có bị thế chấp, ảnh hưởng bởi những cái thế chấp gì hết, thì để giải quyết như vậy thì cần phải trả những món tiền nào. Thí dụ quý vị thiếu tiền thuế, cái property tax, cái tiền thuế của nhà của chính phủ, thì để
chuyển nhượng cái tài sản đó, cái quyền sở hữu qua một cái người chủ mới, thì cái tiền property tax đó phải được trả để cho cái người chủ mới không bị ảnh hưởng bởi cái quyền sở hữu, cái bị thế chấp bởi cái thiếu nợ thuế đó. Rồi sau khi những cái vấn đề trở ngại đó giải quyết xong rồi, nhưng mà thưa quý vị, những cái bất trắc xảy ra không thể nào bảo đảm 100% được. Nếu mà trong trường hợp đã nghiên cứu và đã giải quyết xong rồi, nhưng mà về sau khi 10 năm, 20 năm thí dụ vậy mà quý vị vẫn làm chủ cái tài sản đó và nó bị trở ngại thì sao? Thì cái hãng bảo hiểm mà quý vị đã mua khi mà quý vị làm với cái fee office á, như chẳng hạn như văn phòng của Thư, thì quý vị có thể file cái claim và cái văn phòng bảo hiểm đó sẽ chi trả hết những cái chi phí để bảo vệ cái quyền sở hữu của quý vị, cũng như là trả hết những cái chi phí cần thiết để giải quyết vấn đề ổn thỏa để quý vị có cái quyền sở hữu một cách trọn vẹn, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề đó là vấn đề rất là quan trọng, không những được cái lòng mình nó an tâm hơn, mà về sau này trong suốt cái quá trình mình làm chủ cái tài sản đó, nếu mà có bất trắc gì xảy ra thì cái title company đó nó sẽ bảo vệ quyền lợi quý vị trong suốt cái thời gian đó luôn. Vậy là cái title insurance không chỉ bảo vệ quyền lợi cho người sở hữu mà còn trả tất cả những cái tiền chi phí pháp luật nếu mà cần thiết để bảo vệ cái trọn vẹn cái quyền sở hữu của cái người chủ. Vậy đó rất tiện lợi, rất tiện lợi. Vậy thì nghe luật sư Anh Thư nói thì có rất nhiều cái văn phòng title của người Việt Nam cũng như là của người nước ngoài ở trong cái khu vực mình, thì những cái văn, nếu mà một người đến văn phòng, một cái văn phòng title rồi làm cái title mà không có hài lòng với lại cái dịch vụ của mình thì mình có thể chuyển văn phòng được hay không, hay là mình phải ở với cái văn phòng đó mãi thôi? Thưa quý vị, vì cái vấn đề liên quan tới mua bán nhà cửa hoặc về chủ quyền sở hữu á, thì có rất là nhiều khi á, vì mình không có hiểu rõ cái vấn đề, thành ra và có những khi á, thưa, có những người khách hàng họ tới những cái văn phòng title office khác và cái cách phục vụ không được tốt hoặc là cái cách giải quyết công việc không có được ổn thỏa cho người ta hài lòng, nhưng mà người ta rất là sợ làm kiểu như là phật lòng cái người mà cái chỗ mà cái title office á, thì họ nghĩ là nếu mà họ làm phật lòng thì cái hồ sơ họ sẽ bị đình trệ và họ cảm thấy là họ bị stuck, giống như stuck là bị bó buộc phải đi theo lại, bó buộc lại phải đi bó buộc phải đi theo cái văn phòng đó. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, bất cứ một cái dịch vụ nào, Thư xin trình bày quý vị, ngay cả cái dịch vụ title khi quý vị mượn tiền mua nhà hoặc là quý vị mua nhà trả tiền mặt nhưng mà quý vị dịch đi với một cái văn phòng title, nếu cái cung cách phục vụ không tốt, quý vị không hài lòng, quý vị không có bắt buộc phải cứ theo văn phòng đó, quý vị có thể chuyển tới một cái văn phòng khác để giải quyết vấn đề cho quý vị. Tại vì như thế nào, khách hàng là một người rất là quan trọng, quý vị trả tiền ra, quý vị mua cái bảo hiểm title đó thì quý vị được quyền đối xử làm sao mà mình cảm thấy được tôn trọng, và cũng như lời giải thích, những cái thắc mắc của mình được giải thích một cách thỏa đáng, thưa quý vị. Thành ra quý vị đừng có lo lắng. Có thể khi mà mình trở ngại về cái ngôn ngữ tiếng Anh đó, mình đọc những hồ sơ mình không hiểu rõ như vậy, nhưng mà đó là một trong những cái mà cái title office, nhân viên của người title office giải thích cho quý vị nghe, làm cho quý vị cảm thấy comfortable, thoải mái với cái cung cách phục vụ và làm việc của văn phòng đó. Một điều đặc biệt của văn phòng của Thư nữa là ra ngoài cái nhân viên mà làm việc quý vị, Thư make sure là cái Thư nhấn mạnh cái việc mà phục vụ cho quý vị rất là quan trọng. Thư muốn là mọi người cảm thấy thoải mái khi đến mà thắc mắc những cái trở ngại gì, chia sẻ để mà chúng tôi trợ giúp quý vị trong cái vấn đề đó. Ngoài ra, khi mà quý vị có những cái thắc mắc gì trực tiếp liên quan tới luật pháp về bất động sản, về doanh nghiệp, về mua bán, về cái chủ quyền căn nhà như thế nào, Thư là một cái người luật sư có mặt bên cạnh những cái người nhân viên của Thư để trả lời quý vị cho quý vị một cách trực tiếp và thỏa đáng. Tại vì rất là nhiều văn phòng họ mở ra và làm cái title office nhưng mà thực sự họ không có luật sư ở đó để có thể trả lời những cái thắc mắc quý vị lúc đó. Thì đó là một cách mà Thư nghĩ là mình giúp cho cái người mua, người bán cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Tại vì ngoài cái vấn đề phục vụ trong cái title không, mà mình có điều kiện để mình tiếp xúc và nói chuyện và thắc mắc với những người luật sư, thì Thư sẽ có mặt bên cạnh để quý vị có thể đưa ra những cái thắc mắc của mình. Wow, vậy là quý vị đã nghe và biết là nếu mình không hài lòng hay mình có bất cứ một cái gì không có vui vẻ với cái văn phòng title của mình thì mình có thể chuyển một cái title khác qua một cái văn phòng khác. Chứ không có bắt buộc phải ở cứ văn theo phòng văn phòng đó. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị có những cái thắc mắc gì ngay cả khi quý vị chưa mua nhà đi nữa,
quý vị vẫn có thể liên lạc với văn phòng của Thư. Văn phòng của Thư số điện thoại có thể nói cho mọi người biết số điện thoại. Dạ, số điện thoại của văn phòng là 817-801-4848. Để văn phòng tôi có thể giải đáp những cái thắc mắc ngay cả trước khi quý vị mua bán nhà và làm cho quý vị một cái gì đó kiểu như là tri ân đến khách hàng của mình, mặc dù trong tương lai là kiểu như là quý vị có thể là mua một nhà, hai nhà hoặc là không mua đi nữa cũng ok, miễn sao là những cái thắc mắc của quý vị được giải đáp. Và thưa quý vị, trong những cái chương trình tới đây, Thư hy vọng là chúng ta sẽ được đến với quý vị nhiều hơn những cái tin tức, những cái thông tin liên quan tới vấn đề mua bán nhà cửa, cũng như cái vấn đề mà cái title insurance, cái như là bảo hiểm để bảo vệ cái quyền sở hữu của người mua như thế nào, và cũng như là cái người mượn tiền nữa. Tại vì có những khi á, Thư biết là có những người họ cho mượn tiền những người khác mua nhà nhưng mà không biết là thủ tục giấy tờ làm thế nào để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Và thực sự nhà băng á, họ có luật sư của họ, trong đó họ làm hết giấy tờ. Còn những người tư nhân ngoài nhiều khi đâu có biết ai mà để tham khảo, hoặc là làm make sure là những cái giấy tờ làm cho đúng để bảo vệ cái quyền lợi của mình khi mà mình cho người khác mượn tiền để mua nhà. Thành ra thưa quý vị xin quý vị cứ gọi điện thoại, Thư sẽ dành thời gian để giải đáp những cái thắc mắc của quý vị một cách thỏa đáng. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây Khánh có cái lời gì để chia sẻ với khán thính giả nữa không? Cảm ơn luật sư Anh Thư rất nhiều cho sử dụng thời gian của mình để mà nói chuyện với quý khán thính giả, giải thích cho quý khán thính giả hiểu về cái title, cái quá trình làm title cũng như là title insurance. Và nếu mà quý vị và khán thính giả có cái câu hỏi gì, bất cứ câu hỏi gì liên quan đến giấy tờ nhà đất và mua nhà, xin liên hệ với lại luật sư Anh Thư và văn phòng luật Anh Thư. Chicago Title, số điện thoại là 817-801-4848. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn.